Cái nhu yếu phẩm này chắc con nghĩ là chắc bà sẽ biết ha. Đây là bánh ha, bánh sandwich ha bà. Đây là bánh tây. Rồi ở trong này có cả bột nêm hết nè. Đây để con lấy ra từ từ cho bà. Bà biết bên này không? Bột nêm. Món quà của bà Hiền ở Mỹ gửi cho bà một cái cánh cửa 500 hay 1 triệu gì đó, còn 1 triệu này bà để bà sử dụng. À, này là bà Hiền ở Mỹ gửi cho bà á. Cảm ơn. Dạ. Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Và phía trước mặt của cô bác anh chị đây là một cái lối vào của bà cụ ngày xưa bị lừa bán sang Trung Quốc, cô bác anh chị. Phải làm dâu gần 20 năm trời, chịu bao khổ đau ở xứ người thì bà cũng đã trở về. Cũng như video clip trước thì Bùi Hồ có nói quay trở lại thăm hoàn cảnh của bà, và cũng như là thay mặt Quý Mạnh Thường Quân gửi cho bà sửa lại cái cánh cửa này cho nó kín đáo tí xíu, nó tạm bợ thôi. Tại đây là một cái nơi mà bà không thể nào cắt nhà và sửa chữa được. Còn bây giờ đây là một cái lối đi vào nhà bà nè. Ngày hôm nay thì quay trở lại, ngoài việc sửa cánh cửa cho bà thì cũng sẽ trao cho bà một số cái nhu yếu phẩm cần thiết. Anh em của tụi con chào bà ha. Sáng nay thì bà mới đi nhặt ve chai về hả? Dạ, tối qua về. Dạ. Bà nhặt được nhiêu tiền? Được hai túi như này chứ ạ. Chả có đợi người đâu lắm, chả có toàn mua không bán người lắm, cũng không có người. Dạ. Thì bao nhiêu ngày bà mới bán một lần? Bán ve chai á? Nửa tháng bán nè. Mỗi lần bán thì khoảng được nhiêu tiền hả bà? Từ quân lần 70 lần 90. Dạ. Vậy thì có đủ sống không? Muốn tạm gì ạ? Muốn tạm thôi. Sáng nay thì bà ăn cơm với gì? Ăn bát bún. Ăn tô bún. Ban ngày thì bà ngồi ở đằng trước đó, ai có cho đi qua đi lại cho tiền thì bà nhận. Dạ. Ai cho thì nhận đi. Dạ bà. Con không biết là nãy giờ con đi quan sát vòng vòng á, thì cái việc mà nhà của bà như thế này nè, không có nhà vệ sinh, không có chỗ tắm rửa luôn, thì vệ sinh với tắm rửa thì như thế nào? Tôi bỏ cái đống nát ra, tôi tắm rửa trong đấy. Bên nhà đấy, còn bên nhà vệ sinh kia thì tôi để củi. Còn đi vệ sinh thì bà đi vệ sinh ở đâu? Tôi là chú tôi ngủ với bố. Dạ. Trên bên này không ngủ được, bên này thì ngủ được, bên này nó ăn ngửa chứ. Cô bác anh chị thấy không? Cái tay với cái chân của bà là bây giờ là coi như là nó không còn hoạt động được nữa. Mà cái ký ức ngày xưa mà khi mà ở Trung Quốc mà đi về Việt Nam thì phải nói là nó cực kỳ kinh hãi đối với bà luôn. Bà có thể chia sẻ lại cái câu chuyện mà ngày xưa mà bạn lừa sang Trung Quốc á, thì lội bộ như thế nào, về ở đó như thế nào để cho mấy chị đồ hiểu thêm được không? Tôi đi là nó đưa tôi đi đường đồi, đi chui chứ ạ. Dạ. Nó đi đường đồi không đi được cửa khẩu. Dạ. Đi đường đồi đi trên trường này này, mưa gió khổ, nó đi khổ lắm vậy. Dạ. Thế tôi sang đây tôi đòi về, nó không cho về, nó mang sang nó không cho về chứ ạ. Dạ. Thế tôi muốn về thì nó không cho về đâu. Thế nó mới cái bà bán thôi, nó bảo phải đẻ con, nó không cho về. Thế tôi đẻ hai gái một trai, nó tôi thằng cu tôi 5-4 chứ tôi bị chưa nửa người chứ tôi còn không đi được cơ. Yeah. Dần tôi mới chung lại đi đó chứ ạ. Có nghĩa là sau khi sanh đứa con trai á là bà bị hậu sản, là bà bị liệt nửa người luôn. Có nghĩa là bà sang Trung Quốc giống như là mắc đẻ thuê á. Cô bác anh chị biết không, ở Trung Quốc thì cái tình trạng mà trọng nam khinh nữ là nó đã ăn sâu vào người dân Trung Quốc rồi. Ngôi nhà nào mà không có quý tử thì ngôi nhà đó coi như là chưa sanh con trai. Có câu là nhất nam giết thủ mà thập nữ giết vô, đúng không ạ? Có nghĩa là sinh 10 đứa con gái thì coi như là chưa có sinh, mà sinh được một người con trai thì mới gọi là có sinh. Mà ngày xưa là bà bị một tình trạng như vậy, bà có thể kể chia sẻ lúc mà bà xin, họ yêu cầu bà sinh một đứa con trai thì như thế nào? Nói là con trai nó vẫn quý hơn chứ ạ. Dạ. Con gái nó cũng quý. Dạ. Mà nắm nhà ở cái chỗ nàng tôi lấy chồng chứ, 8 đứa con gái. Dạ. Mỗi thằng con trai. Dạ. Thế con trai nó bị chia đứa này, về sau là đẻ đứa nữa. Dạ. Thế thôi đấy, họ hoạn chứ ạ. Ở bên đây là nó hoạn à. Dạ. Nó kiệt sản, nó không cho đẻ nữa. Dạ. Có nghĩa là sau khi sanh hai người con là một là người nam triệt sản, hai là người nữ phải triệt sản. Tại tình trạng dân số Trung Quốc á,
cái thời điểm bà là lúc đó thì ở Trung Quốc họ nói là chỉ có hai người con thôi, tại vì nếu như đông quá thì dân số Trung Quốc là dân số tỷ dân mà, thì người ta không có cho sanh nở nữa. Nó một lần một cái nó bắt vợ hoạn, hai cái là bắt chồng. Dạ, một là bắt vợ triệt sản hoặc là hai là bắt người chồng. Dạ. Có nghĩa là cái giọng nói của bà là của người miền Bắc nên mình cũng hơi cứng cứng và rất là khó nghe. Bà có thể chia sẻ mà lúc sang Trung Quốc thì không có biết về tiếng nói rồi ăn uống nó khó khăn thì sao? Nên mới nói nó ra hiệu chú ạ. Dạ. Nó lấy tốt, nói tôi về nó bắt ra đi cào khoai này chú ạ. Cào cái cào bẫy. Dạ. Thế là nó xong bắt đầu nó bắt ăn cơm, nó bắt bà cơm này hả gãy ra nó cầm búa bà. Dạ. Thế giờ tôi mới nói á. Dạ. Có nghĩa là sinh hoạt hàng ngày thì người ta nói cho bà nghe, bà để ý cái quen. Nó nói là tôi nghe được, tôi nói. Nó bảo là mẹ thương tôi không được học mà. Không được học biết chữ đâu. Mà tôi biết nó nói là tôi nói được. Chứ tôi về chú nhá, nó về tôi trốn về Việt Nam, nó đánh thứ hai đầu gỗ này này. Trời. Thôi tôi bảo là tao rồi, tao biết tiếng, tao chửi mày. Vì sao tôi biết tiếng, tôi bắt nạt nó đấy. Có nghĩa là bà ý định bỏ trốn á, là bên nhà chồng á, là đánh vào hai cái đầu gối của bà. Đúng không bà? Con bảo nó bỏ rốt, tôi mới ra hiệu, tôi bảo mày rốt tao, tao đập cái này này biết chưa? Đập cái này, tôi ra hiệu nó à. Xong nó bảo mày biết tiếng mày gớm đó. Nói về cái tình trạng mà mua bán cô dâu, mua bán ở Trung Quốc á, lừa sang Trung Quốc để mà mua bán, để mà gả làm vợ ở Trung Quốc là hồi học niên 90 á, đó là một cái vấn nạn luôn rồi. Nhiều người lắm, nhiều người tầm bằng tôi nữa nhiều. Dạ, bà là một trong số những người đó sống ở cặp vùng biên như thế này. Nói qua bên kia thăm bạn rồi nửa chừng rồi bỏ lại luôn. Rồi thậm chí là sống với người mà mình không hề biết mặt, không hề yêu thương. Con hỏi thiệt tí xíu ha. Lúc mà bà qua bên đó bà bị bắt làm vợ thì bà không chịu ngủ chung với người mình yêu thương thì bà có khi nào bật cừ lại không? Tôi không. Nó nuôi thì nó nói. Nó nuôi câu nó nghe được. Nó muốn tôi nói tiếng Việt thì nó bảo tao không biết nghe Việt Nam quẩy. Mà nó bảo nó không biết nghe, nó không cần nghe người Việt Nam. Ở trong khu đấy thế chú ạ. Nhớ chứ tôi trốn nhá, nó không cho chân với cái Việt nhiều đâu. Nó sợ là cái đứa khác nó bán vợ đi chú ạ. Ở nàng tôi nó bán một cô, một đứa trẻ lắm. Có 17 tuổi nó bán cho bao người cơ. Có nghĩa là cô gái nó bị bán hoài luôn. Bán vòng vòng đó luôn. Bán cho một người, nó đưa một đứa 17, 18 tuổi chứ ạ. Nó bán hết cho người này, xong nó bỏ thời gian nó bán cho người khác. Trời. Xong bây giờ cái con bé tôi nó hỏi nó tiếng Việt, nó bảo nó không biết nói tiếng Việt nữa. Tại đa số tiếng nói bên đấy thôi. Đây tôi về đây tôi nói tiếng này thì tôi gặp kia tôi nói tiếng kia. Dạ. Có nghĩa là bà cũng sống ở trong một cái gia đình mà khác nhau về ngôn ngữ rồi về văn hóa nữa, nên là nữ là giống như là đẻ thuê á, bà qua sang bên đó để bà đẻ thuê cho gia đình đó để kiếm một người con trai. Đúng rồi. Nên là nữ là khi mà bà đẻ xong rồi bà bị bệnh rồi thì bên kia họ mới cho bà đi về, coi như là bên khu bên mình, nước mình có một thằng cũng lấy chồng, thấy chưa ạ, nó bị nửa người nó bệnh, nó chữa khỏi dưới trên tay nguyên lành à. Nó thằng nhà tôi nó bảo chữa về sau yếu à, nó không lần trên lần tay trước, họ bảo nó trần trần nó thuần chứ nhỉ, nó không chữa à, nó nhiều tiền nó không chữa, nó kiệt sĩ. Tôi chửi nó thằng kiệt sĩ à. Bây giờ con muốn quay trở lại cuộc sống hiện tại đi xíu. Bà có lo rằng là bà sức khỏe đang yếu gì, sống ở trong này già bệnh hoạn không có ai chăm sóc thì sao? Thì yếu nó yếu, tôi nên đến liệu về cho em gái ra ngoài này. Dạ. Em gái ở quê nó ra. À. Rồi sao bây hiện nay mà không ở với em gái của bà mà phải sống mình? Tôi rộng cẳng, tôi ở nhà bố buộc lắm đi ạ. Dạ. Ở gì nó thoải mái hơn? Ở nhà ở đây thoải mái hơn ạ. Ở nhà là quê bố buộc á. Bà cứ ở đây suốt vậy. Rồi mai mốt người con nghe nói nhà này là giống như là khu nhà của nhà nước người ta để vậy á. Mai mốt ta giải tỏa đi thì sao? Tỏa đi nhà phường là nhà nước lại tìm nhà cho ở. Tìm nhà cho ở. Năm ngoái thì năm kia tôi ở trong cái mấy năm năm đấy. Thưa với cô bác anh chị, chắc có lẽ cô bác anh chị xem ở thước phim trước á. Chưa xem ở thước phim trước thì biết bà cụ ở đây thì sống ở trong cái nhà này cũng mới đây thôi.
trước đây từng một thời gian là sống ở trong cái ngôi nhà bỏ hoang kìa, chứ không phải là ngôi nhà nó được kín đáo như thế này thôi. Trong kia nó xây chưa? Dạ. Chú cần không dạ? Dạ không. Hôm nay con ở từ ở Sài Gòn ra, hôm qua anh em của tụi con có hứa là đến đây để mà thăm lại ba. Rồi nghe nói là cái cánh cửa đằng trước á là không có kín đáo, rồi phải sửa lại để cho bà đỡ lo hơn. Tối bà ngủ bà không có còn lo lắng nữa. Thì bà có thể kể cho con nghe cái tối đi tình trạng người ta quậy như thế nào? Nó gõ cửa. Gõ cửa hả? Gõ ở đâu à? Gõ đây. Gõ đó. À. Nó hôm nó đạp cổng tôi ra. Đạp cổng? Nó bắt nạt tôi à? Bắt nạt như thế nào bà? Nó bảo nó muốn bê bếp ga tôi à? À, muốn lấy luôn cái bếp ga luôn. Ôi trời ơi. Bà cụ có bếp ga không mà đòi gõ cửa lấy luôn bếp ga đi bán. Rồi bây giờ con thì ở miền Nam xa lắm, nếu như mà gửi tiền cho bà thì nó có đủ độ an toàn không? Có an toàn chứ. An toàn. Trẻ thì không có một cái gia đình giống như người khác, già thì cũng không được yên thân đúng không? Chú con chú sang đây chú biết hai tiếng. Dạ. Hôm nay á anh em của tụi con đến đây có dịp về đây nè, tụi con Sài Gòn cách đây xa lắm, cách đây đi gần cỡ mấy tiếng đồng hồ đó. Hôm nay con đến đây thay mặt cho chị Annie ở Úc á, với lại chị Nhi ở Sài Gòn, có gửi cho bà một ít nhu yếu phẩm để bà tiện khỏi đi ra ngoài đường bà mua, vì cái chân của bà đi nó khó khăn quá. Nên bà ở đây thì những cái nhu yếu phẩm này là nó cần thiết cho ngôi nhà của bà, cũng như là để khi mà bà đói á, bà không cần đi ra ngoài đường mua nhiều, chứ bật nước sôi lên là dùng thôi. Đây, mấy cái nhu yếu phẩm này chắc con nghĩ là chắc bà sẽ biết ha. Đây là bánh ha, bánh sandwich ha bà. Đây là bánh tây. Rồi ở trong này có cả bột nêm hết nè. Đây, để con lấy ra từ từ cho bà. Bà biết bánh này không? Bột nêm. Bà biết này gì không? Mì tôm. Này là phở với mì nó cũng giống nhau, trụng với xôi lơ lạng thôi. Đây là mì với lại phở, và có cả đường rồi hạt nêm cà no rồi mì chính, đủ thứ hết ha bà. Cái này á, đợi tí xíu là con đem lên con keo lên cho bà, để dưới nó bị ẩm thấp á. Còn đây là mấy chai nước gội đầu. Dạ đúng rồi, này dầu gội đầu. Còn này nước gội đầu. Nước gội đầu luôn. À, này sữa tắm. Còn này Phật khâu là tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc á. Bà còn nhớ cái ngày xưa. Này là kem đánh răng. Ở đây hai chị á là cũng mua cho bà cái bàn chải đánh răng luôn ha. Thì cái này là bà sẽ đồ dùng vật dụng hàng ngày của bà. Còn này là bà biết gì không? Nước rửa bát. Này nước rửa bát hay là đúng không? Này là nước giặt đồ. Nước giặt đồ. Dạ. Dạ giặt quần áo chứ không phải là rửa bát nha. Dạ. Còn này là giấy vệ sinh ha. Đây con, để con nói cho bà để đâu bà không biết bà sử dụng. Có này là chắc có thể bà không biết. Này bà biết gì không? Hộp thịt ra mình khui ra hâm ra ăn thôi. Tại hôm qua con nghe bà nói là có gạo rồi, có gạo nhiều nên con không có mua. Nước mắm đầy đủ hết, nước tương, nước mắm đầy đủ hết. Còn đây mới là nước rửa bát nè. Cái chai này mới là nước rửa bát ha. Đây xì dầu nhiêu đây đủ sinh hoạt đủ 1 tháng không hả? Đủ ba mừng rồi. Đấy, này là phần này á là của chị Nhi ở Sài Gòn với lại chị Annie ở Úc gửi cho bà. Hai chị thì cũng muốn gửi tiền cho bà nhưng mà không có dám gửi nhiều, vì nghe nói cái bếp ga mà còn bị dòm ngó nữa thì gửi tiền cho bà thì nó không an toàn, vô gõ cửa nữa. Đóng cửa không sợ, khóa ngoài cô đi không sợ gì. Không sợ.
Hôm trước bà nói là mua cái gì, làm cái cánh cửa, là làm cái cửa trước là khoảng nhiêu, 500 ngàn hả? Đúng. Dạ nhiêu tiền anh sơ ôm nói khoảng nhiêu? Làm như sơ làm cái cửa thì tôi không biết nói, tôi dẫn xong kia bà làm cửa thì nó không đạt được. Thì con có nói với anh sơ ôm ngày hôm qua đó, anh nói khoảng chừng 1 triệu trở lại thôi. Chỉ đến 1 triệu. 1 triệu trở lại ba bán ve chai bao nhiêu ngày mới được? À, chú làm là cái cửa có cái sắt có lỗ này. Dạ. Cái gì cái gai. Đúng rồi. Cái cửa lưới bơi mưa cái gì? Cái cửa đấy. Đúng không? Thì cái cửa đó cho làm cho bà cho nó an toàn. Cái quán này nó cũng có, quán này nó cũng gì chứ. Dạ. Cái cửa đó được không? Bây giờ thì con có nói với anh sơ ôm, con có dặn anh ngày hôm qua rồi. Thì có gì khi mà bữa nay là con lại con thăm, khoảng 10 giờ con lại con thăm. Thì con gửi tiền cho bà giữ, rồi sau chiều nay bà đưa lại cho anh sơ ôm một ít để anh sơ ôm mua cái cửa cho bà. Được không? Để anh sơ ôm kêu anh bên kia qua hàng cho bà cái cửa cho kín đáo tí xíu. Cửa đi mà. Dạ. Cửa đi cho nó, chứ ở đây không đủ lâu mà làm cửa tốt tiền nhiều tiền. Thì làm cửa rẻ tiền thôi. Bà muốn làm nhiêu đó bà làm tùy bà ha. Được không? Thì chiều nay bà gặp anh sơ ôm, bà nói với anh sơ ôm, nói con nói gì ạ? Ha. Đây là phần quà của bà Hiền ở Mỹ gửi cho bà, một cái cánh cửa 500 hàng triệu gì đó, còn 1 triệu này bà để bà sử dụng. À, này là bà Hiền ở Mỹ gửi cho bà á. Cảm ơn. Dạ. Cầm được không? Bà cất vô để con coi với. Tiêu được cái gì? Dạ. Mất á, cái cửa sổ nó không có kính đáo đâu, để đó hồi huynh. Không sợ gì ạ? Không sợ mà bà nói nó vô nó gõ cửa vào ngoài. Tôi khóa ở ngoài nhá, tôi chút trong ngoài chỗ nào. Cái cánh cửa này là cái chìa khóa này là nại ra được nè. Tôi khóa cái chỗ này chưa? Tôi chút trong ngoài. Dạ. Bây giờ ở nhà còn thiếu gì nữa không? Dạ. Cái này tôi đủ rồi chị. Thiếu gì nói con? Không gì. Một cái tay của bà là giống như là nó đã liệt luôn rồi. Sau cái sinh người con trai á thì bà bị bệnh thì nó liệt, bà đi không được nữa. Mà với cái chân tay như vậy mà bà phải từ ở Quảng Đông hả bà? Tôi ở Quảng Đông đi. Dạ, từ ở Quảng Đông bà phải đi xe không một đồng dính túi trở về Việt Nam. Mà khi đến cửa khẩu là phải bắt vợ lại khoảng 15 ngày nữa mới cho về, đúng không? Tôi ở đây lâu hết rồi. Nửa tháng. 15 ngày không chứ. Dạ. Một mình già lủi thủi vậy thôi. Rồi không biết là mai mốt ốm đau thì sao nữa. Tối thì đi nhặt ve chai nguyên đêm, còn ban ngày là ngồi ở ngoài trước á. Ai đi ngang thì cho gì nhận đó. Nên là nữ ở nhà bà thì cũng có gạo. Gạo vừa rồi là bọn hộ thì mới kia rồi mà. Thôi đi, dạ. Tôi ăn bao gạo hơn tháng. Ăn bao gạo hơn tháng. Thôi thì hôm nay anh em của tụi con, với lại chị Nhi với lại chị Annie Úc cũng ghé thăm bà. Thôi thì bà đừng có buồn nữa ha. Rồi hôm nào khi mà có dịp con trở về đây á, chắc cũng lâu lắm, có dịp con trở về đây thì con cũng sẽ ghé thăm bà. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng có buồn chuyện ngày xưa nữa. Bye bye bà. Cảm ơn chú cái gì nhá. Dạ. Cảm ơn nhá. Dạ, không có chi. Bà khỏe là được rồi. Mai có khi nào bà mong mấy đứa con của bà về đây thăm bà không? Có không nói được về đâu. Không có được về. Có con nhưng mà kiểu giống như là qua sang bên đó để mà đẻ thuê nữa, chứ đâu có gặp gỡ gì thì con nữa đâu. Nó có được về. Ba người con á cũng từng có gia đình nhưng mà nó khác với mọi người lắm. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Nhi ở Sài Gòn, chị Annie ở Úc, cảm ơn bà Hiền ở Mỹ đã đồng hành với lại các anh em cũng như hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ha.